Các bạn ơi, đây là món ăn cho những ngày mưa bão nha các bạn. Nhưng mà mình không mưa bão, hôm nay cuối tuần mình làm để mà mình gửi lên Sài Gòn cho cháu mình nó ăn. Mẹ nó đi làm về rất là áp lực cho nên mệt mỏi không muốn làm gì ăn hết. Bỏ mấy đứa nhỏ cho nhà trường, không biết nhà trường cho ăn cái gì. Lâu lâu bà ngoại gửi đồ ăn lên để tưởng chừng như có bà ngoại bên cạnh cho ấm lòng nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối tuần, bà ngoại làm mắm chưng gửi lên Sài Gòn cho bé nha các bạn. Bé và ba mẹ bé cậu luôn ăn luôn. Mình mua 150 g mắm lóc, mình băm ra thịt nạc xay 300 g, hành lá, hành phi, rồi củ hành, tiêu, đường, bột nêm. Bây giờ mình đập trứng vô nha. Đập trứng vô nè. Đó, mình gạn mình lấy cái trong đỏ lại. Một trứng nha. Rồi chúng ta bỏ ra chén hấp, hấp cái chiều cái mình đậy lại mình đem đi. Rồi hai trứng. Hai trứng. Hồi nãy mình bầm thịt, bầm đồ mình không có quay nha các bạn. Bây giờ mình chỉ review lại thôi. 4 trứng nè. Trứng gà vitamin D rất là nhiều. Ăn bổ lắm luôn á. Lên trển mua dưa leo với cà chua là ăn thôi. 5 trứng mình quậy lên rồi mình vô những cái chén như thế này nè. Mình hấp chiều cái mình đậy lắc tiếp lại, mình gửi lên nha các bạn. Để tủ lạnh ăn dần. Mình đánh xong rồi mình lấy đũa mình đánh lên nha các bạn. Mình đánh cho nó đều lên như thế này nè. Đó. Thịt trứng với mắm với gia vị đường bột nêm tiêu hành đó. Rồi bắt đầu mình lấy cái muỗng như thế này ha, mình múc vô chén, từng chén một nha các bạn. Con mình nó ăn ít lắm đó. Rồi mình đem mình chưng, như vậy thì chưng khoảng 20 phút. Hấp nha các bạn, khoảng 20 phút bắt lên nồi mình chưng. Trong khi mình chưng thì mình đi làm cái trứng nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên đây một miếng bột nêm. Thường thường thì tôi bỏ nước mắm, ta không bỏ bột nêm đâu. Nước mắm ngon nè, bỏ chút xíu nước mắm cho nó kìm màu ha, vài giọt vậy đó. Rồi mình để đó đi, một lát mình đánh lên. Hoặc là các bạn bỏ thêm gì màu dầu điều cho nó hấp dẫn nè, vài giọt màu dầu điều. Rồi một lát cái kia chín rồi mình đánh này lên một phết nè. Sau 20 phút thì nó cũng đã chín rồi nha các bạn. Mình lấy ra đũa mình xăm lên mà nước nó không có xì lên á là nó chín rồi đó. Bây giờ cái hỗn hợp mà trứng hồi nãy là mình đánh nó lên. Đánh lên mình cho lên mặt cho nó đẹp ha. Rồi, cái này nữa. Khi mà mình đổ trứng lên rồi mình hấp trong 5 phút nữa nha các bạn. Mình đổ lên trên nó chảy cho xuống.